Hello, xin chào Toàn đọc mới nhá. Shop công nghệ nghe lén 4.0 online 0886992345. Hôm nay xin giới thiệu với mọi người cái dòng sản phẩm camera ngụy trang hình chiếc ổ điện Niwa màu đen đó, của hãng Silo bạn nhé. Đây, đó biểu hiện. Đây, mặt đen bạn nhé. Đó, mắt camera được đơn vị nhà mình độ ở bên sườn đây. Đó, đây. Đó, mắt camera bên sườn. Đó, các bạn muốn độ camera vào mặt đằng trước cũng được hết. Đơn vị nhà mình là nhận chế tất cả dòng camera ngụy trang cũng như là định vị nghe lén vào trong các cái đồ vật cá nhân trong gia đình của bạn, ví dụ như các bạn gắn vào trong quạt này, điều hòa này, hoặc là đèn ngủ này, vân vân, tất cả những cái đồ trong gia đình của bạn các bạn cần chế thì bạn có thể là liên hệ trực tiếp cho mình qua số này cho mình đây, các bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn hỗ trợ miễn phí các bạn nhé. Và các bạn là đăng ký kênh Tobi ủng hộ đơn vị nhà mình sẽ miễn phí ship hàng toàn quốc cho bạn nhé. Và đặc biệt hơn là khi bạn đăng ký kênh Tubi Long Phát thì bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc thẻ nhớ chính hãng là 128GB, đơn vị mình sẽ gắn sẵn vào trong camera cho mọi người. Và các bạn chỉ cần tải ứng dụng vào điện thoại rồi làm theo kết nối giống như video clip này của mình nó sẽ sử dụng thôi bạn nhé. Sử dụng một chiếc camera ngụy trang hình chiếc ổ điện Niwa Silo này, nó dùng nó giống như cái dòng camera V99 với V100, S200, S300 thôi. Đó, nhưng bạn nào đã sử dụng cái dùng các cái dòng sản phẩm đó thì các bạn dùng cái mẫu ổ điện Niwa này nó cũng tương tự như vậy, không khác một tí nào cả các bạn nhé. Đó, thì đơn vị nhà mình là vừa chế xong cho một yêu cầu của một anh khách ở bên Đồng Nai. Đó, thì anh yêu cầu đơn vị nhà mình chế vào cái ổ điện Niwa Silo này. Đó, và mắt camera độ bên sườn. Đó, thì đơn vị nhà mình là vừa chế xong cho anh xong. Thì tiện đây mình cũng làm một video clip để giới thiệu cho mọi người về cái dòng sản phẩm này các bạn nhé. Đó. Đó, thì cái ổ điện Niwa này là vẫn sử dụng điện như bình thường bạn nhé, ba cái chấu này là vẫn sử dụng điện như bình thường, các bạn vẫn có thể cắm cơm sạc điện thoại ăn lẩu, nói chung là tất cả những cái chức năng của cái ổ điện như nào thì cái ổ điện camera này nó tương tự như vậy, không khác nhau một tí nào hết các bạn nhé. Đó, và cái ổ điện Niwa này là đơn vị nhà mình đã lược bỏ phần pin đi rồi. Đó, các bạn sử dụng thì bạn sẽ cắm nguồn điện trực tiếp rồi các bạn quay 24/24 luôn các bạn nhé, không bao giờ bị gián đoạn cả. Đó, đây thì sau đây mình sẽ cắm nguồn điện vào và đi vào hướng dẫn sử dụng chi tiết cho mọi người. Đây. Đó. Đó, thì để sử dụng thiết bị nhá thì các bạn sẽ cần phải tải cho mình một cái ứng dụng và điện thoại là ứng dụng Nukam. Bạn nào đang dùng điện thoại iPhone bạn vào cửa App Store nhé. Bạn nào dùng điện thoại Samsung, Oppo, Vivo thì bạn vào cửa 7play. Các bạn gõ cho mình ứng dụng là Nukam. Đây, các bạn tải cho mình ứng dụng Nukam có biểu tượng màu xanh như này các bạn nhé. Thì mình đã tải sẵn cái ứng dụng Nukam này về điện thoại rồi. Thì bước tiếp theo các bạn sẽ thoát đăng máy chính nhé. Các bạn vào mục cài đặt của điện thoại. Sau đó bạn chọn vào mục là Wi-Fi. Thì khi bạn chọn vào mục Wi-Fi xong thì cái điện thoại bạn sẽ tìm ra những Wi-Fi xung quanh. Thì nó sẽ tìm ra Wi-Fi của cái điện của cái ổ điện Niwa này phát ra có mã chữ F đằng trước và một dãy số là không mật khẩu thì bạn sẽ kết nối vào. Khi bạn đã kết nối xong có dấu tích như này thì bạn sẽ thoát ra máy chính nhé. Các bạn vào trong cái ứng dụng là Nukam. Đó, thì khi bạn vào trong ứng dụng Nukam nhé thì ứng dụng thì sẽ hỏi các bạn một bên là cancel và một bên là ok thì bạn chọn chọn một cancel cho mình. Đó, thì khi bạn chọn cái một cancel xong thì trên máy sẽ hiện chữ là đi ba lần này. Đó, thì để kết nối bạn sẽ chọn cái chữ đi ba lần này. Đây các bạn sẽ chọn một cancel là xem thôi. Đó. Đây. Đó, các bạn có thể quay camera, góc camera quay cao đều được hết các bạn nhé. Đây. À, các bạn muốn bật tiếng nhé thì bạn sẽ chọn hình cái loa này. Alo alo. Alo alo. Đó. Do hai thiết bị ở nhau, cái điện thoại và cái ổ điện Niwa này đang gần nhau nên là sẽ bị xung đột âm thanh. Nó chỉ có tiếng on như vậy. Còn khi các bạn đã kết nối xem từ xa rồi thì cái tiếng vọng âm như vậy là sẽ mất đi các bạn nhé. Đó, còn cái hình máy chụp ảnh đây sẽ là lưu hình ảnh vào trong ứng dụng này. Đó, cũng như là bên cạnh của cái máy chụp ảnh sẽ là chế độ lưu video. Đây. 2 giây, 3 giây, 4 giây các bạn nhé. Các bạn lưu thì bạn sẽ bấm lần nữa đây. Sẽ tự động lưu đoạn video vào trong cái app là Nukam. Còn hai cái hình tam giác này giúp bạn này đảo chiều hình ảnh các bạn nhé. Đảo chiều sang trái sang phải này, lên xuống. Đây. Khi nào hình ảnh bị ngược thì bạn sẽ dùng đến cái chức năng này thôi. Còn khi mà hình ảnh ra thuận như này các bạn sẽ không cần dùng đến hai cái chức năng đảo chiều hình ảnh này các bạn nhé. Còn hình mặt trời là giúp các bạn này là cho hình ảnh nó sáng lên này cũng như cho hình ảnh tối đi. Đó, các bạn sẽ để giữa cho cân nặng. Tại vì chỗ mình đang quay video này nó ánh sáng nó cũng đủ rồi các nhé. À, còn cái chế độ hình quả cầu này là chế độ cho màu hình nó đậm lên này, cũng như các bạn cho màu hình nó nhạt đi. Đó, mình sẽ để giữa cân bằng.
À, còn cái chế độ hình hình bóng đèn mà có ba dấu chấm này sẽ là cái chế độ quay ban đêm bạn nhé. Đó thì khi ban đêm hình ảnh sẽ trở về đen trắng bạn nhé, và phạm vi quay ban đêm được khoảng 8 đến 10 mét, rất là xa. Đó. Còn cái chế độ 1080p này, 1080p là giúp bạn thể là đổi cái độ phân giải hình ảnh bạn đó. Nếu bạn đổi độ phân giải là 4K thì bạn sẽ chọn là 4K cho sáng nét. Thì khi bạn chọn chế độ là 4K nhá, đây các bạn đợi một chút sẽ loát xong này. Đó. Chế độ 4K thì rất là nét luôn. Đây. Đó. Zoom to, zoom nhỏ đều được hết các bạn nhá. Đó. Còn bên này sẽ là đây, bạn muốn chọn độ phân giải bao nhiêu là chọn đây. Đó. Đó là mình đã kết nối với wifi của camera để xem bạn nhé. Thì bước tiếp theo thì mình sẽ vào một cài đặt chung trong cái ứng dụng này Lookcam và sẽ hướng dẫn cho mọi người một số cái cài đặt cơ bản ở trong ứng dụng này. Đó, các bạn sẽ chọn cài đặt, xong bạn chọn mục device setting. Trong cái mục device setting này thì ứng dụng sẽ thì nó sẽ hiện tổng quan tất cả mục cài đặt trong này. Thì mục đầu tiên là mục alarm config này. Mục alarm config là giúp bạn là bật cái chế độ cảnh báo chuyển động lên. Thì khi bạn bật cái chế độ cảnh báo chuyển động lên thì có người di chuyển qua mắt camera, camera sẽ tự động gửi thông báo điện thoại các bạn nhé. Ở bên dưới là mục modify password này, modify password là giúp bạn là đổi mật khẩu camera bạn nhé. Thì mật khẩu mặc định của camera sẽ là 123456. Các bạn muốn đổi mật khẩu như nào thì bạn sẽ chọn mục là new password này. Confirm các bạn nhập lại mật khẩu rồi chọn OK là được thôi. Đó. Còn mục thứ ba là mục SDK setting. SDK setting là giúp bạn là bật cái chế độ là lưu video trong thẻ nhớ bạn nhé. Thì bạn sẽ bật hết lên này. Sau bên dưới là mình video duration này. Ví dụ bạn chọn độ dài 5 phút thì cam sẽ tự động lưu video là 5 phút một đoạn. Và các bạn chọn độ dài tương tự như vậy 30 phút thì cam sẽ tự động lưu video là 30 phút một đoạn các bạn nhé. Bao giờ đầy một chiếc thẻ nhớ là 128GB thôi. Đó, total đây nó sẽ hiện cái dung lượng bộ nhớ của camera này. Đó, thì mình gắn cái thẻ nhớ 128GB bên trong thì nó sẽ hiện cái dung lượng bộ nhớ là 120.984MB. Đó, còn cuối cùng là mục format này. Format là giúp bạn là xóa tất cả những dữ liệu trong cái thẻ nhớ đi. Là cái thẻ nhớ thành một thẻ nhớ trống bạn nhé. Đó. Tiếp theo nữa là mục wifi setting. Mục này rất là quan trọng bạn nhé. Mục wifi setting là giúp bạn là bật cái chế độ để xem từ xa. Thì khi bạn bật cái chế độ xem từ xa này thì có nó sẽ tìm ra những wifi xung quanh. Ví dụ các bạn bật wifi xung quanh này thì các bạn sẽ nhập mật khẩu wifi của nhà bạn vào. Rồi là điện thoại bạn đi đâu chỉ cần có wifi 3G và 4G thôi là có thể xem được trực tiếp từ xa hết bạn nhé. Không giới hạn khoảng cách. Thì vừa rồi mình đã hướng dẫn mọi người cách sử dụng chi tiết của chiếc camera ngụy trang hình chiếc ổ điện Niwa Silo màu đen. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng sản phẩm camera ngụy trang này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số online 0886992345. Và đơn vị nhà mình là nhận chế tất cả dòng camera ngụy trang và trong những cái đồ vật trong gia đình của bạn, ví dụ như là ổ điện này, quạt này, tivi này, đèn ngủ này vân vân, tất cả cái đồ trong gia đình của bạn các bạn cần chế các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho mình. Và các bạn đăng ký kênh YouTube ủng hộ đơn vị nhà mình. Đơn vị mình sẽ miễn phí ship hàng toàn quốc cho các bạn nhé. Và đặc biệt hơn là các bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc thẻ nhớ chính hãng là 128GB đơn vị nhà mình sẽ gắn sẵn vào trong cái camera ngụy trang ổ điện cho mọi người. Và các bạn chỉ cần kết nối điện thoại rồi xem thôi các bạn nhé. Ở đây video là mình xin kết thúc tại đây. Xin chào tất cả mọi người ở những video clip sau.